10 bài học rút ra từ Tam Quốc diễn nghĩa phần 1. Một. một là lữ bố vì điêu thuyền mà giết hại đồng trác, phụ thân của mình, chỉ vì một người con gái mà quên cả ơn nghĩa, quên cả việc hệ trọng, làm việc lớn không nên để những thứ nhỏ nhặt linh tinh can thiệp vào công việc của mình, phụ nữ cũng không ngoại lệ. Hai là Tào Tháo từ một quan triều đình nhỏ bé, ám sát đồng trác bất thành, phải trốn chui trốn nhủi, nhưng nhờ nắm bắt tốt thời cơ đã xây dựng một đế chế Tào Ngụy vô cùng huy hoàng. Cơ hội chỉ đến với những người nắm bắt lấy nó phải biết nắm bắt và tận dụng nó, bây giờ hoặc không bao giờ. Ba là Lưu bị một thân một mình xây dựng được nước thục, tạo ra thế chân vạc do cũng nhờ nhân nghĩa, thu phục được người tài. Ba lần vào liều tranh thuyết phục ra cát lượng, quỳ gối van xin cuối cùng có được một vị quân sư đại tài. Ngoài ra còn chịu biết bao nhiêu khổ cực, nhục nhã mới thành. Trên đường thành công không có dấu chân của sự lười biếng, nỗ lực, kiên trì bám đuổi đến. Bốn là tôn quyền không có tài như Tào Tháo, không nhân nghĩa bằng lưu bị nhưng lại là một nhân vật có con mắt nhìn người tinh tường tận dụng tốt tướng của mình là chu du lục tốn đánh đuổi được quân tàu tại trận xích bích đuổi quân tục tại di lăng viết nên trang sử hào hùng một người lãnh đạo phải biết nhìn người sử dụng người cho đúng một khi dùng nhân tài hợp lý thành công sẽ đến nhanh chóng năm là các vị tướng trong tam quốc như quan vũ trương phi mã tắc ngụy diên tuy anh dũng lập được đại công nhưng do kiêu ngạo khinh địch chủ quan đều bị chết thảm trong kinh doanh không có chỗ cho sự chủ quan tự mãn nếu đã được thành quả chút ít phải tiếp tục tiến lên đạt được những cái lớn hơn đừng ngồi đó mà tận hưởng chiến thắng mà hãy chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo